bớt. Đây. Cứ bảy đi đi. Đây theo tôi. Nãy tôi thấy xác của số mấy ta? Số 6 nằm ngay phòng CCTV, thấy nhiều bạn lắm mà tôi không biết. À, tôi không nhớ số này hết. Cơ hình hồi nãy là có pháp y chưa? Là tôi biết nữa. Giờ thì chưa có pháp y, thì mình vừa mới chạy từ cái phòng điện đi đi xuống phòng CCTV, thấy cái xác của hai bạn thì mới lần đầu chơi nên là không biết chơi sao. Trời ơi, thằng số 5, tự nhiên mày đuổi theo tao làm cái gì? Mọi người phút số 5 đi mọi người ơi, vừa nãy đuổi theo tôi cứ gắt luôn mọi người ạ. Nãy tao đang ở trên hội trường nhà trí. Đang vặn văn hơi ở chỗ vườn hoa á, thì số 5 báo cáo nha, mà không biết nha. Đầu game thì thấy số 7 đứng lãng quảng chỗ phòng khách. Còn số 5 hả? Số 5 báo cáo xác ở đâu vậy? Không thấy số 10. Số 4 đang đứng ở trong phòng điện, không thấy ai hết trơn. Hết dáng này ra đi, toàn con nít không mà khó chơi quá đi. Là hồi nãy tôi chơi số 4 thì theo tôi. Nên số 4 cứ là tôi chạy đi. Thế là tìm nhiệm vụ ở cái phòng khách. Phòng khách còn số 1 thì ghét hẳn. Thôi thì là nhiệm vụ còn số 1 ghét hẳn nha. Đừng bót 5 nha. Cứ không thấy số 5 đi theo ông một lần nào á. Đừng bót 5 bật trắng hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.